anh em thấy mình đi câu lua bằng máy đứng nhiều rồi, nhưng hôm nay mình sẽ câu lua bằng máy ngang. Mình sẽ sử dụng con máy Kaitiki cần lua LK vừa mới về. Con này hôm nay mình sẽ phang hết lực, gãy thì bỏ. Dù hôm nay mình sẽ đánh cái dù này là dù SLT, dù dinh kinh nhá. Chuột mình sẽ đánh con chuột LK Bạch Công Tử. Con cần này nặng có 125g thôi, gọi là siêu nhẹ luôn. Hôm nay mình sẽ phang hết lực, gãy thì bỏ. Mày phang hết lực, gãy đi, gãy đi, gãy cần đi mày. Nào bảo cá đi đi em. Ê, té ướt luôn. Cao thủ lua búi tre. Ý, trông vướng tốt không? Nhiều thế mà không tan. Ô ô ô này, ô ô ăn ăn, ô ô đang gỡ rối, ô mày ơi, ô đang rối ăn luôn. Mày cãi đi, đặt đang gỡ rối ăn luôn. À báo cá, vừa mới đi lùa về không hiểu Hòa đang chơi môn tà đạo gì không biết được. Nhưng mà nó chơi phao tột tướng anh em. Đánh chép mình rô mà chơi hơn phao mấy gam em? 5 gam rưỡi. 5 gam rưỡi. Nhưng mình không biết hắn đang chơi món gì mà thấy giật liên tục luôn. Sao cái mồi gì đỏ chè đỏ chét này? Thanh long đấy. Thanh long trộn vào mồi câu. Đáng tên mình phải bắt tên cho anh. Nhưng mà cá có cắn không? Cắn hay không anh nhìn em đánh này. Veo veo vút vút. Thanh long. Thực ra là thanh long trộn vào nó như kiểu si rô thôi mà. Chẳng quá siro này nó tự nhiên hơn siro bình thường tí. Người ta đánh vì hoa quả, vì dừa, vì cám, vì ếch, vì nhái này. À thì đây là đang đánh lửng à? Đánh lửng ấy. Môi này là kéo trên mặt nước. Cho mình cùng do cả anh. Không biết là cả ăn tân nào cả. Do xuống dân. Kiểu như là đánh chấm đen đấy đúng không? Nhưng mà kỹ năng khó hơn tí. Vì nó bằng cám đúng không? Cái này hiện tượng là đánh không? Rung đánh lắc đánh, càng đánh càng xả. Với lại á, mình đánh xả bung 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 môi ra thì là cả một số ít cả nó lặt ở đáy, xong lặt ở đáy nó tranh nhau nó ăn ở đáy hết rồi, rồi tranh nhau ăn ở trên. Mình kêu là bắt nó lên mặt. Bắt nó phải thò đầu lên để ăn. Thế là nó đánh như kiểu đánh thời gian dài ấy, đánh càng ngay á thì là tạo cho con cá cái thói quen là môi rơi xuống là phải tranh nhau ăn chứ không là hết. Nhưng mà anh thấy cái mồi này nhẹ lắm. Nhé, nổi đây. Nổi. Hắn câu bằng phao to đùng, phao này 5 gam rưỡi. Đánh lửng. Nhưng mà pha cả gì gần đùng đùng phát là tụt á. Tại vì mình cần chuẩn. Chỉ anh cách ra mồi. Cái này là trục dàn cân, nếu mà mình hất bình thường là nó không ra để nói. Mình phải hơi kéo về này. Hơi kéo cong cân. Cong đuôi cân này, hơi kéo này. Lấy đa ở sau này nhé. Để lấy đà bật hất đà, bật cái ngọn cần đúng không? Bật hất. Lúc hất thì cái tay cứ phải thẳng như này để cho nó ra hết. Đấy là đó, ra hết xong rồi cứ để phá chim xuống. Cái này nó chìm từ 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 như là mình đánh lửng chấm đen ấy, ịt luôn, y chi luôn. Con môi anh thấy ở đây có hai lưỡi đúng không? Ừ. Thì cái lưỡi dưới này là mình lấy ba ngón tay thôi. Này cứ rửa sạch đi. Ừ. Bóp nhẹ phát này. Cái lưỡi này móc tôi rửa lên đấy, móc vào giữa mồi luôn đấy, đúng rồi, móc vào bấm nhẹ này, bên này khóa này, bên này khóa này, bóp này, bóp này, bóp là không phải là bóp đều cả đâu anh, bóp trên này chặt này, ở dưới này lòng này, trên đoạn linh đấy đúng không, hình cái nón á, bóp hình cái nón á,
Đấy. Ra xuống phát là hẳn cái tán ở dưới này tán 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 tán, tán dân này. Con tép thích hút cái môi kiểu tán của nó. Con môi trến này. Môi trến thì mình phải bắt bự hơn. Em lấy hai lần môi luôn. Cùng lấy ba ngón tay gù sạch ấy. Bấm nhẹ phát này. Bóc vào. Tương tự. Nhưng phát bự hơn là được. Bấm nhẹ. Cái kiểu đánh này Việt Nam mình ít. Ít. Ít người biết lắm. Tức là nhìn nó na nả như các kiểu khác. Nhưng mà nó thao tác cực kỳ khó đấy. Thao tác khó hơn. Chết, hào một tí xuống. Chết rồi, chết rồi. Ui chết, ui chết, ui chết. Du, du to lắm. Hiệu quả gì. Ui, rô to à? Chép, 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 chép. Rô chép đấy. Chép. Ui, ui, chép. À, rô, 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 rô to. Rô to, rô to. Cảnh bằng dưỡng đặc đấy mà. Lúc là cảnh bằng dưỡng đặc. Chép 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 chăm chăm rồi. À dô. Ui chép 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 chăm chăm rồi. À dô. Ui thêm khỏe thế. Đừng bẻ, đừng bẻ. Bắt đúng nhịp phạt ăn đòn ngay. Đừng bẻ cần. Cần em được cầu cần thôi. Về đấy em ạ. Hôm nay anh thả cho em, bây giờ em thả cho anh. Đừng tức nhá. Okay. Đừng, 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 đồ thôi, đứt rồi khi. Đừng, 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 đồ thôi, đứt rồi khi. Đừng 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 đồ thôi đứt rồi khi.